Vâng, Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai xin được chào toàn thể các bác. Rất vui lại gặp lại các bác trong một cái buổi video này. Hôm nay thì em sẽ xả kho thanh lý tới các bác nhà mình rất là nhiều các dòng sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề giá rẻ. Các bác mà quan tâm cập nhật theo dõi được cái video này, các bác có nhu cầu muốn đặt hàng thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200, hoặc các bác chỉ cần để lại số điện thoại ngay dưới video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác nhé. Khi mà đặt hàng tại Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai thì các bác không cần phải đặt cọc hay là chuyển khoản tiền trước như những nơi khác đâu ạ. Các bác chỉ cần có đầy đủ thông tin địa chỉ và số điện thoại là các bác sẽ có đơn hàng. Và tất cả các dòng sản phẩm ngày hôm nay bên em sẽ giảm giá đến kịch sàn. Em sẽ giới thiệu chi tiết tới các bác, và giới thiệu tới đâu thì em sẽ báo giá tới đó luôn để cho các bác được tham khảo và lựa chọn nhé. Khi mà đặt hàng các bác lưu ý cho em, đặt hàng thì các bác hãy nói đúng tên mã sản phẩm như em nói trên video và nói đúng giá tiền nhé, để làm sao mà bên em chốt đơn cho các bác nó không có bị sai mã sản phẩm. Một cái mã đầu tiên thì em sẽ gửi tới các bác một con máy rửa xe hàng chính hãng của Hukan. Thì với cái sản phẩm này các bác có thể mua về tại trong gia đình trong cái dịp Tết này đấy, thì các bác có thể là sử dụng để vệ sinh nhà cửa này, xe pháo này, cây cổ đấy, tất cả các cây cối trong nhà, tưới cây cảnh cũng được, rửa sân thèm hay là chuồng trại chăn nuôi đều rất là ok. Cái sản phẩm này là thương hiệu của Hukan nhé. Đấy thì em sẽ quay chi tiết cho các bác về cái thông số này. Đây là cái thông số của máy nhá. Cái con này nó sẽ có một công suất cực đại này, siêu khỏe luôn, 2400W. Đấy, đây là tất cả những cái thông số này. Em quay chi tiết để cho các bác nắm rõ được những cái thông số này nhá. Đấy, chạy điện trực tiếp 220V cho em. Và riêng cái sản phẩm này, nó là hàng chính hãng của Hukan này. Đấy, mẫu máy thì em có mở ra đây cho các bác cùng nhìn xem rồi nhá. Đấy, cái mẫu máy của nó rất là đẹp và chắc chắn như này. Phụ kiện đi theo nó sẽ có đầy đủ cho các bác này. Trước tiên là các bác có một máy này, có một súng nhá. Súng này là súng tự ngắt và các bác có thể là tùy chỉnh được nhá. Đấy, tùy chỉnh phun xương. Đấy, rất là ok luôn. Và sẽ có một cái lối dài súng như này cho các bác nữa. Đấy, nó sẽ có một cái lối dài súng như này. Đấy, các bác nếu như mà các bác muốn dài hơn thì các bác có thể lối thêm vào đây. Đấy, và có những cái đầu lối nhanh này nhá, về là các bác lắp đặt lại nhá. Và đi theo là nó sẽ có một cuộn dây. Đấy, một cuộn dây đầu ra này. Đây là cuộn dây đầu ra. Cái cuộn dây đầu ra này thì em thấy nó rất là dài. Nó phải tầm 10 mét đến 15 mét ấy. Bình thường các loại sản phẩm khác trên thị trường nó chỉ theo tầm 7 mét thôi, nhưng mà riêng của Hukan thì cái này em chưa đo cụ thể đâu, nhưng mà nó phải dao động từ 10 đến 15 mét vào ra. Ngoài ra là các bác còn được tặng kèm theo cả một cái bình bọt tuyết như này nhá, bình xà phòng nhá. Và có một cái dây hút, đấy, dây hút đầu vào như này nữa. Đấy, nói chung là nó sẽ đầy đủ phụ kiện như này. Về là các bác chỉ cần lắp đặt lại thôi là các bác có thể là sử dụng được. Đấy, về các bác lắp dây hút vào đây là nó có cái kết nối để cho bác này. Và bên này là dây da nhá. Đấy, có đồng hồ áp như này. Về lắp đặt lại sử dụng rất là đơn giản thôi. Các bác nó có những cái hình ảnh ở trên cái vỏ hộp này này. Các bác có thể về các bác để làm theo. Đấy, đây, cái này công suất 2400W, cực mạnh luôn nhá. Đấy, màu đen của nó là HK90 này. Đấy, thì hôm nay với cái sản phẩm này em sẽ có một cái mức giá tri ân cực kỳ là ưu đãi cho các bác nhà mình, nguyên một bộ sản phẩm nhá. Đấy, cái này là hàng chính hãng của Hukan này. Cái mẫu máy của nó rất là đẹp và chắc chắn. Hàng chính hãng nên là bảo hành cho các bác là 100% là hàng dây đồng nhá. Hàng dây đồng, chạy động cơ dây đồng cho các bác. Với mức giá là 1.550.000 thôi là em sẽ miễn phí ship cho các bác cái bộ sản phẩm này. Đấy, hàng của Hukan nhá. Giá là 1.550.000. Cái này các bác gọi cho em là máy rửa xe của Hukan cho em. Cái này thì là cái áp suất của nó sẽ tự động nhá. Đấy, các bác sử dụng để rửa xe pháo này, sân thềm, nhà cửa đấy. Đấy, chuồng trại chăn nuôi các bác đều có thể sử dụng được, kể cả tưới cây. Đấy, cái này nó rất là tiện ích nhá. Ngoài ra thì đi theo máy nó có một cuộn vòi. Bác nào có nhu cầu muốn dài hơn thì các bác vẫn có thể là mua thêm vòi để lối dài vào. Đấy, nó rất là tiện. Giá chỉ có 1.150.000 thôi. Đấy, tiếp theo thì hôm nay em sẽ thanh lý một số các sản phẩm của máy cắt nhá. Máy cắt cầm tay sử dụng điện trực tiếp 220V. Đấy, em sẽ có mã là hôm nay thì rất là nhiều mã. Đấy, nếu như mà các bác mà có nhu cầu máy chỉnh tốc, máy chỉnh tốc thì các bác sở hữu cái này. Đây. Máy này máy Detton nhá. Máy của Detton chỉnh tốc được 6 nút tốc độ ở đây. Cái con này thì công suất của nó là 950W. Đấy, công tắc bóp này, công tắc bóp ở chuôi.
950W nhé. Giá sẽ là 700.000 đồng. Đến đấy, đến tay các bác là 750.000 rồi. À em xin lỗi, 700.000 thôi. 700.000, máy đất tông có chỉnh tốc nhá. Chỗ thay bên ngoài như này. Đấy, tiếp theo thì nếu như mà các bác muốn chuôi ngắn thì các bác sử dụng sang Maute. Đây là Maute này, cái mã này cũng có chỉnh tốc luôn. Nhưng mà chỉnh tốc của nó sẽ ở đuôi máy như này và công tắc là công tắc cạnh nhá. Đấy, cái mã này công suất là 850W của Maute nhá. Tất cả đều là hàng chính hãng, hàng dây đồng ruột dài cho các bác sử dụng. Giá là 650.000. Nếu như mà các bác lấy máy chỉnh tốc của Maute chuôi ngắn nhá, giá là 650.000. Còn đối với những cái sản phẩm mà không có chỉnh tốc nhá, không có chỉnh tốc thì hôm nay em thanh lý cái mã này. Đấy, cái mã này thì siêu mềm cho các bác luôn. Đấy, con này nó ghi công suất thực là 500W. Cái này các bác gọi cho em là máy mài chuôi dài màu đỏ. Em thanh lý, hôm nay em thanh lý cái mã này giá siêu sốc cho các bác là 380.000. Đấy, 380.000 miễn phí ship nhá. À, miễn phí ship và ngoài ra là em còn tặng thêm cho các bác một cái lưỡi cắt gạch trị giá 50.000 như này. Tuy nhiên là cái lưỡi cắt gạch mà em tặng các bác nó sẽ có loại có xẻ rãnh này và loại không có xẻ rãnh. Đấy, em sẽ gửi bất kỳ nhá. Còn bác nào mà có nhu cầu lưỡi xẻ hoặc là không xẻ thì các bác báo bên em để em sẽ chọn lưỡi cho các bác. Còn nếu các bác nào không nói gì là em sẽ tặng bất kỳ. Vì là hôm trước có bác là bảo là đưa cái lưỡi xẻ xong rồi lại cho cái lưỡi không xẻ thì nó không đúng mẫu. Đấy, nhưng mà tức là cái chất lượng lưỡi vẫn như nhau. Nó chỉ có loại lưỡi có xẻ rãnh và không có xẻ rãnh. Đấy, tùy theo công việc của các bác lựa chọn. Đấy, bác nào mà muốn chọn thì các bác phải báo em. Còn nếu không chọn thì em sẽ nhận bất kỳ nhá. Đấy, cái mã này hôm nay thì một cái mức giá siêu sốc luôn. Vì là cái mã này em chỉ còn tầm độ một thùng nữa, sau đó tầm độ 10 cái thôi. Em thanh lý cái mức giá này là mức giá quá hấp dẫn cho các bác. Đấy, hàng dây đồng nhá, hàng dây đồng và chổ thay bên ngoài như này. Các bác nhà mình có thể là tự thay khá rất là đơn giản và công tắc là công tắc bóp chuôi như này. Đấy, sử dụng công tắc bóp chuôi thì nó sẽ rất là an toàn. Giá chỉ có 380.000 thôi. Máy này thì nó không có chỉnh tốc nhá, không có chỉnh tốc. Đấy, các bác gọi cho em là máy mài chuôi dài màu đỏ giá 380.000 là nhân viên thì em sẽ biết. Đấy, tiếp theo thì cái mã này là mã chuôi ngắn. Mã này chuôi ngắn thì là của Saikyo này. Đấy, hàng Saikyo. Cái con này thì công suất của nó sẽ là 950W nhá. Công suất 950W. Con này thì chổ than bên ngoài như này. Đấy. Công tắc gạt đuôi này nhá. Nếu như mà các bác sử dụng công tắc gạt đuôi thì nó sẽ rất là bền công tắc. Đấy, tất cả đều là máy một tấc hết. Và hôm nay cái mã Saikyo này em sẽ thanh lý cho các bác với mức giá là 399.000. Đấy, và hôm nay tất cả các sản phẩm máy cắt điện trực tiếp 220 này các bác chốt là em đều tặng các bác thêm một cái lưỡi cắt gạch trị giá 50.000 như thế này. Nên là tính ra về cái mức giá của sản phẩm thì nó cực kỳ là ưu đãi cho các bác. Và mỗi mẫu thì là bên em chỉ còn tầm số lượng rất là ít, mỗi thùng độ tầm độ 1-2 thùng thôi. Mỗi mẫu nó còn có mẫu 1 thùng, mẫu 2 thùng, số lượng rất là ít đấy. Nên là các bác mà chốt thì là các bác nhanh tay cho em. Đấy, cái mã Saikyo này giá chỉ có 399.000 thôi. Nhưng mà em nói các bác cái mã này các bác bao cho các bác làm công trình thoải mái nhé. Đấy, cái chất lượng, vì là cái chất lượng nó rất là tốt. Cái này hàng công ty, em bán ra thị trường không biết là bao nhiêu nghìn con rồi, nhưng mà chưa có một con nào phải quay đầu bảo hành cả. Nên là các bác yên tâm khi mà sử dụng cái mẫu này. Đấy, cái chất lượng nó cực kỳ là ok luôn. Tiếp theo thì hôm nay em sẽ thanh lý các bác sản phẩm lõi lọc nước nhá. Đây là lõi lọc số 1 này. Đây số 2. Đấy. Số 3 nhá. Có 3 lõi lọc này. Đây là lõi lọc đa năng. Đấy, các bác sử dụng thay thế cho máy lọc nước. Gia đình các bác thì nói chung là gia đình nào cũng đều phải sử dụng máy lọc nước rồi. Nếu như mà các bác sử dụng thì chỉ trong vòng tầm 1-2-3 tháng là các bác phải lên thay những cái lõi lọc này. Vì nó theo thời gian có thể là cái lõi lọc nó kém đi thì cái chất lượng nó sẽ, cái chất lượng nước nó sẽ không còn đảm bảo nữa. Đây là các bác, riêng về cái lõi số 1 này các bác phải thay thường xuyên luôn nhá, thì cái chất lượng nước nó mới đảm bảo. Thì cái lõi lọc này bên em là lõi lọc đa năng ấy, các bác có thể là sử dụng cho rất là nhiều các loại máy lọc trên thị trường hiện nay. Đấy, và hôm nay thì em tri ân các bác cái mã sản phẩm này là một bộ lõi lọc nước 3 quả luôn. Giá chỉ có 100.000 thôi. Em miễn phí ship nhá. 100.000 là các bác sở hữu 3 quả. Đấy, các bác có thể lấy theo bộ, hoặc là các bác làm mà có nhu cầu cái quả số 1 này hay phải thay nhiều thì các bác có thể lấy riêng thêm là em cũng có nhá. Đấy, hoặc là bác làm mà cần cái quả số 4 ấy. Đây là quả số 4 này. Quả số 4 thì là cái quả giờ ô. Đấy, cái quả này giá của nó là 200.000 thôi. Nhưng mà nếu như mà bác làm mà đi chung bộ 4 quả như này luôn thì em tính các bác giá chỉ có 280.000 thôi nhá. Đấy, cái mức giá cực kỳ là hấp dẫn cho các bác luôn. Đấy. Tiếp theo thì là em hôm nay là em còn một ít cái mỏ hàn này các bác này. Đây là mỏ hàn sung nhá. Mỏ hàn sung cái này các bác gọi cho em là cái mỏ màu đỏ nhá. Giá là 170.000. Đấy, 170.000. Cái này mỏ đồng, công suất 100W nhá. Giá là 170.000, miễn phí ship cho các bác.
nhưng mà nó không có đi theo chì hàn với nhựa thông đâu. Nếu như mà bác nào mà chưa có chì hàn với nhựa thông là các bác phải báo bên em để mua thêm nhé. Đây là mỏ hàn màu đỏ, là mỏ hàn sung này. Tiếp theo thì các bác mà cần nhỏ gọn làm mạch nhiều thì các bác sử dụng sang cái mỏ hàn hàn ngâm này nhá. Đây, cái mỏ hàn ngâm này các bác gọi trên là mỏ hàn đen. Đấy, giá là 240.000 thôi. Em tặng thêm các bác một cái đầu, đây một cái túi 5 đầu như này nhá. To nhỏ đầy đủ cho các bác này. Cái này nó có hiển thị và tùy chỉnh được nhá. Đấy, tùy chỉnh được này. Giá 240.000 nhá. Các bác gọi cho em là mỏ hàn đen. Đấy, mỏ hàn ngâm màu đen. Giá là 240.000 thôi. Miễn phí ship hoàn toàn về tận nhà cho các bác luôn. Còn đây là ổ cắm đúc này các bác này. Ổ cắm đúc là em sẽ có ổ 5 lỗ nhá. Đây là ổ 5 lỗ này. Giá là 45.000 một ổ này. Ổ này ổ 3 lỗ nhá. Ổ 3 lỗ cắm là cắm chân tròn. Và riêng cái ổ 3 lỗ này nó sẽ có đèn báo điện cho các bác nhá. Đây quá, đồng giá nhau các bác lấy 5 lỗ hoặc 3 lỗ đều được. Đấy, 3 lỗ thì nó sẽ có đèn báo, giá 45.000. Còn 5 lỗ thì là không có đèn báo nhưng mà nó sẽ có cả những cái, các bác cắm được những cái phích dẹt như này này. Đấy, sử dụng những cái thiết bị điện của nước ngoài ấy. Còn phích cắm nhá, phích cắm chân tròn như này, giá 20.000 một cái. Đấy, ổ cắm phích cắm thì là em không có bao ship đâu, các bác phải lấy 10 cái ổ cắm thì mới bao ship được nhá. Nếu như các bác lấy ít thì các bác để ghép đơn nhá, để đi chung đơn ấy. Các bác có những cái đơn hàng mà được bao ship rồi các bác ghép 1-2 cái ổ cắm này vào thì các bác không mất thêm tiền phí ship. Đấy, còn đây là cái súng keo lến này các bác này. Súng bắn keo lến là cái súng này là súng nhỏ là 80.000 nhá. Còn súng lớn hơn thì sẽ là 100.000. Đấy, giá bao ship cho các bác luôn. Tiếp theo thì là em sẽ giới thiệu cho các bác cái bộ sản phẩm này. Đây là cái bộ lục giác đa năng, giá 100.000 nhá. Đấy, nó sẽ có 6 cái lục giác này. Đấy, các bác gấp gọn được, các bác gọi cho em là bộ lục giác 100.000 cho em, lục giác đa năng. Đấy, trong này nó sẽ có 2 cái tô vít này, 2 cạnh 4 cạnh. Đấy, và bên này nó sẽ có 3 cái đầu khẩu nhá. 3 cái đầu khẩu 8, 9, 10 này. Các bác lắp khẩu vào đây này. Đấy, các bác lắp khẩu vào đây là các bác thể sử dụng được nhá. Đây, cái này các bác có thể để trong gia đình ý, sử dụng hoặc là các bác thợ đi làm rất là ok. Bên này còn nó còn 3 cờ lê nữa nhá. Đấy, 3 cờ lê bên này, cờ lê 10 này, 8, 10, 15 nhá. Đấy, cái này nó rất là nhiều các sản phẩm ở trong này, rất là nhiều chức năng nhưng mà cái mức giá nó hợp lý lắm, giá có 100.000 thôi. Đấy, sản phẩm em tương tác cho các bác. Đấy, 100.000 nhá, miễn phí ship này. Đấy, các dùng xong các bác gấp gọn như này, cái chất liệu nó rất là ok. Đấy, lục giác đa năng nhá, giá 100.000, miễn phí ship này. Còn đây là cái kéo đa năng này các bác này. Kéo đa năng này giá 80.000 chưa có phí ship này. Đấy, các bác gọi cho em là kéo đa năng cán cong màu trắng nhá, giá 80.000 chưa có phí ship. Khò ga mili này các bác này. Các bác mà có những cái bình ga mili như này này, các bác mua cái đèn khò này về các bác lắp lại như này. Các bác sử dụng để hàn đồng nhá, hoặc là khò lông chó lông vịt đi, rất là tốt. Đấy, cái khò một mỏ này nó sẽ có theo cả que hàn và thuốc hàn cho các bác luôn. Giá là 120.000 nhá, em bao ship. Đấy, còn các bác mà lấy cái khò nó có cả cái loại khò hai mỏ ấy. Hai mỏ thì nó không có theo thuốc hàn và que hàn, giá là 150.000. Bao ship tận nơi cho các bác nhá. Còn đây là cái kéo bonsai. Kéo bonsai Nhật này. Đấy, cái kéo này thì các bác được tặng theo một cái lò xo luôn nhá. Giá là 150.000 thôi. Chốt tự động như này. Đấy, cái lưỡi kéo nó rất là dày nhá, lưỡi kéo chống, cái này là lưỡi kéo chống rỉ nhá. Các bác sử dụng cắt cây cảnh, đấy, cắt rỉ được, đấy, rất là tốt. Cái sản phẩm này cực bền luôn. Nếu như mà các bác sử dụng xong hay các bác lau dầu mỡ vào đây, cái kéo của các bác không bao giờ bị han rỉ, cái độ bền nó rất là cao. Giá là 150.000, em miễn phí ship nha các bác. Các bác gọi cho em là kéo bonsai Nhật nha, giá 150.000, miễn phí ship tận nơi các bác này. Còn đây là cái kéo bonsai, cái giá này nó hợp lý hơn. Cái kéo này là giá là 120.000, em miễn phí ship. Đấy, 120.000. Đây, mà không 100.000 luôn đi. Em thành đi các bác luôn 100.000 nhá. Các bác gọi cho em là kéo bonsai màu đỏ nhá. Kéo bonsai màu đỏ giá 100.000, miễn phí ship tận nơi các bác. Đấy, còn đây là cái bộ tăng đơ hớt tóc này các bác này. Tăng đơ hớt tóc của Duy Trang nhá. Cái này nó sẽ có nguyên bộ này. Các bác có một máy này, một loại dầu này, một luộc này, một chổi này. Bốn cái cữ nhá và một dây sạc. Cái dây sạc này các bác phải kết nối với cái củ sạc điện thoại nha. Giá là 200.000 một cái. Các bác sử dụng để cắt tóc tại nhà. Đấy, cắt tóc cả người lớn trẻ nhỏ rất là tốt. Giá là 200.000 nha các bác nhá. 200.000. Miễn phí ship tận nơi các bác luôn này. Tiếp theo thì hôm nay bên em còn một ít cái quả pin của, đây, pin của Hukan nhá. Pin của Hukan này. Pin 15 cell dòng xả cao. Giá 500.000. Pin 10 cell. Đấy, pin 10 cell nó sẽ có đèn báo pin nhá. Pin 15 cell là không có đèn báo pin. Các bác lấy pin 10 cell là 350.000 một quả, pin 15 cell là 500.000 một quả. Cái này là chân pin phổ thông nhá, chân pin phổ thông. Ngoài ra là em có cái bộ chuyển sạc điện thoại này này. Các bác mà có những cái quả pin chân pin phổ thông như này rồi thì các bác lắp mua thêm một cái để chuyển sạc điện thoại như này. Các bác đi đâu các bác thể mang đi nhá. Đấy, đi chơi hay là đi làm,
đi làm xa những cái chỗ mà không có điện ấy, các bác lắp lại như này, nó sẽ có một cái đèn pin ở đây nhá, và ra được hai cổng sạc điện thoại này. Đấy, cái này các bác gọi cho em là đế chuyển sạc điện thoại nha, nó không có theo pin. Đấy, pin là các bác phải mua riêng nhá. Và các bác có pin rồi các bác mua một cái đế này, giá là 180 em miễn phí ship luôn. Đấy, đế chuyển sạc điện thoại của Mucan giá chỉ có 180.000 thôi, giá cực kỳ hấp dẫn cho các bác. Còn đây là cái thân máy chuyên vít này các bác này, hôm nay là em có độ 5-7 cái thân này nhá. Cái thân này nó là thân máy của Hitachi đấy. Đấy, về người ta có thể dán tem Hitachi hoặc Mayta. Đấy, cái này nhưng cái đợt này về em bị lỗi keo không có dán. Đấy, cái thân máy này là thân máy đời 2022, nó siêu nhỏ gọn luôn. Đấy, đầu chuyên vít như này, các bác có thể là sử dụng để bắn vít tôn chuyên nghiệp nhá. Đầu chuyên vít này, đấy các bác lắp sử dụng những cái quả pin chân pin phổ thông như này. Đây. Đấy. Cái thân máy này thì nó siêu nhỏ gọn nhá. Đấy, bắn vít là bao phê cho các bác luôn. Thân máy là chạy động cơ không chổi than nhá. Đấy, nó có điều chỉnh cấp ở đây được này. Đấy. Rất là ngon. Đấy, cái thân máy này thì em có mấy cái em sẽ chia cho các bác, giá là 600.000 nhá. Đấy, nó là dạng của cái con Mayta là Hitachi đời 2022 nhá các bác nhá. Đấy, nó rất là nhỏ gọn này. Thân máy chuyên vít các bác gọi cho em là thân chuyên vít 2022 cho em. Giá là 600.000 một thân máy nhá. Không có bao gồm pin, nếu như mà bác làm mà chưa có pin thì là các bác nhớ là phải mua thêm pin giúp cho em. Đấy, còn đây là cái máy mài chai này các bác này. Mài chai này hôm nay em thanh lý giá là cái này 400 nhá, 400.000. Mài chai bò xa. Cái này là đầu máy của nó là đầu 10 ly nhá. Đấy, chổi than bên ngoài này. Công suất này 400W. Giá là 400.000 một máy. Đấy, cái này thì nó không có phụ kiện nha. Các bác chỉ có máy không thôi. Có máy thôi, không có phụ kiện đâu. Các bác làm mà muốn có phụ kiện thì các bác lấy sang cái con mỹ nghệ kinh bờ rồ này xem. Đấy, đây là cái con kinh bờ rồ. Con này là con mài mỹ nghệ này. Cái này các bác gọi cho em là mài mỹ nghệ kinh bờ rồ theo phụ kiện 100 món nhá. Đấy. Cái này thì cái đầu máy của nó sẽ khác cái máy kia nhá. Con này giá là 530.000. Đấy, 530.000 miễn phí ship cho các bác. Đấy, theo một tá phụ kiện này 200W. Đấy. Đây. Đấy, bên trong này nó có cả dây lối dài nhá, đầy đủ phụ kiện cho các bác. Giá là 530.000 nhá. Đây, cái mẫu mã nó như này, 530.000. Bao ship tận nhà các bác luôn. Còn đây là cái súng vít hơi này các bác này. Súng vít hơi này các bác sử dụng cho máy hơi nhá. Đấy, sử dụng cho máy hơi. Giá là 300.000 một cái. 300.000. Đầu chuyên vít như này. Đấy. Đây, đầu chuyên vít này. Công tắc tắt mở đây. Giá 300.000 nha các bác nhá. 300.000. Các bác gọi cho em là súng vít hơi nhá. Súng vít hơi 300.000 một cái. Giá này các bác được bao ship tận nơi luôn rồi. Đấy, còn đây là máy khoan. Máy khoan điện nhá. Khoan này khoan đất tông. Em sẽ có khoan 10 ly và khoan 13 ly. Đây em sẽ bỏ cái này là khoan 10 ly. Đấy, 10 ly thì phục vụ cho các bác mà bắn máy tôn nhá. Đấy, bắn máy tôn. Cái này thì hàng đất tôn, logo dập nổ rất là đẹp luôn. Cái đầu máy của nó là đầu nhựa như này. Đấy, con này công suất là 550W nha. Giá là 490.000 một cái. 490.000. Để phí ship tận nhà các bác nhá. Đấy, còn bác làm mà lấy đầu 13 thì các bác sử dụng sang cái bộ này. Đây. Cái bộ này thì là đầu 13 ly này. Đầu 13 ly thì phục vụ các bác làm gia đình, nó có chức năng búa để các bác khoan tường ấy. Hoặc là các bác thợ mà cần con máy to để lắp được mũi khoan 13 ly nhá. Khoan sắt khoan gỗ thì là các bác sở hữu sang cái bộ này. Đấy, cái này thì nó sẽ có thêm một cái tay cầm nữa. Cái đầu 10 thì nó không có tay cầm. Đầu 13 thì các bác sẽ có thêm một cái tay cầm như này. Đấy, có phiếu bảo hành chính hãng cho các bác luôn. Và logo dập nổi hết nhá. Con đầu 13 ly này là công suất 710W này. Đấy, có búa như này. Đầu 13 ly đầu sắt có khóa mở này. Cái 13 ly là đầu sắt có khóa mở. Giá 580.000 các bác. Đấy, 580.000 nhá. Máy này là máy các bác gọi cho em là máy Detto 13 ly. Đây, cái mẫu mã nó đẹp lắm nhá các bác nhá. Đấy. Cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Hàng Detto chính hãng nha. Những cái hàng chính hãng hàng công ty để các bác làm nó sẽ đảm bảo chất lượng và nó bảo hành dài hạn cho các bác luôn. Đây là cái bộ bơm nốt này các bác này. Đây. Hôm nay em còn hai bộ nha, em còn hai bộ bơm nốt ô tô 12V nguyên hộp như này. Thế bên trong này các bác có đủ bộ này. Đấy. Thứ nhất là các bác sẽ có một cái bơm này và một cái kìm nhá, hai tô vít này. Đây, những cái dây có cả theo cả con dao dọc giấy nhá. Mấy này trên này nó có cái phụ kiện để các bác tự vá xăm trên đường luôn, có theo ba cái miếng vá xăm này cho các bác này. Đấy, dây vòi này. Đây. Cái này thì các bác sử dụng để bơm lỗ ô tô. Đây, nó có cả cái dây kẹp này các bác cắm vào ắc quy này. Đấy. Đây.
cái bơm này nhá thì giá của nó sẽ là 650.000 ạ. Này bơm này giá là 650.000. À, với cái sản phẩm này thì các bác mà làm đi có xe hơi ấy, bác để lên là sắm một bộ này để trong cốp xe. Đấy, thông số kỹ thuật này, bơm 12V nhá. Cái loại này là máy 2 bít tông nhá. Trên thị trường nó có loại 1 bít tông thì cái giá của nó rẻ hơn, nhưng mà cái này bên em là em phục vụ các bác là cái loại 2 bít tông. Đấy, các bác sử dụng nó rất là bền. Giá là 650.000 một bộ nhá. Đấy, 650.000 một cái bộ này. Đấy, các bác nào mà chốt cái mã này thì các bác gọi cho em là máy bơm lốp ô tô nhá. Đấy, cái bơm lốp ô tô 12V. Giá là 650.000 thôi nhá. Giá em bao ship cho các bác luôn rồi. Giá cực kỳ là hấp dẫn luôn. Tiếp theo thì là hôm nay em có cái, đây là máy khoan bê tông Saikyo này. Đây là bê tông điện Saikyo 3 chức năng nhá. Sử dụng điện trực tiếp 220V. Nếu như mà các bác sở hữu cái bộ này, hôm nay em chiên các bác giá là 999.000. Nhưng mà các bác này được tặng kèm thêm một đôi chổi than nhá. Đấy, cái chổi than này nói chung là đi nhiều khi nó không, nó hay bị vỡ nhá. Bác làm mà đến nơi bị vỡ các bác thông cảm giúp cho em. Đấy, đây có 2 mũi đục này và 3 mũi khoan. Đấy, còn cái này là máy của nó, máy màu xám lông chuột nhá. Nó nhìn nó rất là đẹp và chắc chắn luôn. Cái này hàng 3 chức năng này các bác này, hàng 3 chức năng. Đấy, công suất là 1050W nhá. Đầu gài như này. Hàng Saikyo logo dập nổi như này, có đảo chiều nha. Đầu mũi khoan chữ A6. Giá là 999.000 các bác nhá. 999.000 một bộ. Có cả nguyên hộp như này, một máy này. Đấy, một tay cầm này, hai mũi khoan, ba mũi đục. Giá 999.000. Các bác gọi cho em là máy bê tông Saikyo cho em nhé. 999.000 thôi. Rồi các bác này. Tiếp theo thì là em chi tiết các bác hai cái bộ đầu khẩu này. Hai bộ đầu khẩu đa năng nhá. Em sẽ có hai mẫu. Cái mẫu này là có không có cờ lê này, và cái mẫu dưới này là hai cái mẫu này nó đều không có cờ lê à. Cái này bốc nhầm ra đây rồi. Đấy, cái mẫu này là không có cờ lê nhé. Đây để em bỏ lên bên trong cho các bác xem. Đây. Cái trong này nó sẽ có đầy đủ các cỡ khẩu này. Đấy, từ 8 đến 32 các bác nhá. Có khẩu từ khẩu 8 đến 32. Đây. Khẩu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 và 32. Đấy, nó sẽ có những cái khẩu mà nó đánh số ở trên này nhá. Đấy. Nhưng mà nó không đủ số đâu, từ 8 đến 32 nó chỉ có những cái khẩu thông dụng thôi. Ngoài ra là có thêm mấy cái khẩu dự phòng nữa nhá. Nó sẽ có một số khẩu, nó có hai cái. Đấy, và hai cái khẩu dài phía bên này. Cái này là có một cái lối dài cho các bác này. Cái khẩu này là khẩu 1/2, có kèm thêm một cái lối dài nhá. Và một cái tay công mở này. Đấy, rất là đẹp và chắc chắn luôn. Đấy, một cái cần này và một cái ngóc ngéo này nữa này. Đấy. Cái bộ này là không có cờ lê nhá. Không có cờ lê thì giá của nó là 550.000 một bộ. Các bác gọi cho em là bộ khẩu hộp màu xanh cho em. Cái bộ này là không có cờ lê, giá là 550.000. Đấy, nó còn một cái loại mà có theo cờ lê nữa ấy. Nó có theo độ hơn gần chục cái cờ lê nữa. Nhưng mà nó không có cái lối dài này thì nó gọi là cái bộ khẩu có cờ lê, giá là 650.000 nhá. Đấy, cái chất liệu nó là inox nhá, sáng bóng như gương luôn các bác. Đấy, hàng siêu bền cho các bác. Đấy, các bác làm mà chốt cái bộ khẩu này thì có thể liên hệ bên em. Đấy, bộ không có cờ lê như này là 550.000. Còn nó còn một cái loại mà có cờ lê nữa mà em đem quê không mang đây. Bộ có cờ lê là 650.000 nhá. Bộ có cờ lê thì nó sẽ không có cái khẩu lối dài này. Đấy, các bác lưu ý giúp cho em là như thế. Đấy, nó sẽ có hai mẫu nhá. Bộ có cờ lê và không có cờ lê. Đấy. Tiếp theo thì em sẽ thanh lý cho các bác này. Đây là cái máy, đây, máy 5 tia nhá. Em có hai mẫu 5 tia xanh. Cái mẫu này là mẫu HT-COM này. Mẫu HT-COM đây, HT8910. Các bác gọi cho em là máy 5 tia xanh của HT-COM. Cái hộp đựng máy của nó sẽ là hộp nhôm nhé. Hộp nhôm. Cái mã này là mã 5 tia xanh siêu sáng cho các bác. Đây, cái máy của nó rất là đẹp. Đấy, cái này nó sử dụng pin trâu nhá. Sử dụng pin trâu. Cái này, riêng cái mã này nó sẽ theo hai quả pin cho các bác. Đây, cái bộ này là một pin lắp trong máy và một pin dự phòng như này nhá. Kèm theo sạc này và kính này. Hộp của nó là hộp nhôm. Đấy, cái bộ này thì giá của nó sẽ là 1.200.000 nhé. Đấy, cái tia của nó đẹp lắm các bác ạ. Tia đẹp, tia rất là đẹp nhá. Nút ấn cảm ứng luôn nhá. Đấy, giá là 1.200.000. 1.200.000. Cái này các bác gọi cho em là máy HT-COM. Máy 5 tia xanh của HT-COM, loại siêu sáng.
đấy, giá là 1,2 triệu nhá. Còn bác nào riêng cái mã này thì hộp của nó hộp nhôm và theo hai quả pin trâu như này nhá. Đấy, quả pin lắp bên ngoài như này. À, đây là máy HTCOM. Còn các bác mà muốn hợp lý hơn thì các bác có thể là lấy cái mã này. Đây, cái mã này thì cái giá của nó hợp lý hơn này. Cái mã này là 800.000 nhá. Đấy, 800.000 thì các bác lưu ý này, 800.000 thì cái hộp của nó sẽ là hộp nhựa nhá. Và nó chỉ có một pin thôi. Đấy, cái bộ 1,2 triệu là các bác có 2 pin. Nhưng cái bộ này bộ 800 là có 1 pin nhá. Bộ 800 là có 1 pin. Và cái tia của nó thì là không sáng được bằng cái tia một máy 1,2 triệu. Đấy, cái tia này nó cũng sáng, nhưng mà cái con máy 1,2 triệu thì nó sẽ sáng hơn nhá. Đấy, các bác lưu ý cho em là như thế. Đấy, cái tia nó rất là đẹp này. Đấy, có nhìn thấy cái tia nó đẹp chưa? Cái tia nó nhỏ lét lắm, đẹp cực kỳ luôn. Và luôn ấn cảm ứng nhá. Cái này các bác gọi cho em là máy 5 tia xanh là giá 800.000 nhá. Còn cái HTCOM này này, HTCOM này thì là 1,2 triệu. Đấy, có hai loại nhá. Và bộ nào các bác cũng đều được kèm theo một chân 1,2 m luôn. Đấy, nó có cả chân cho các bác nhá. Cả chân là 1,2 m nữa. Đấy, cái mức giá siêu sốc cho các bác luôn rồi. Tiếp theo là em sẽ thanh lý đến một số các sản phẩm máy khoan pin. Đấy, còn đây là cái bộ vít thẳng của Deadtone này. Giá 550.000 nhá. Đấy. Cái này để em sẽ chi tiết cho các bác cái hộp này. Đây là của Deadtone, hàng Deadtone chính hãng. Đấy, cái hộp vít thẳng như này này các bác này. Các bác gọi xem là hộp vít thẳng của Deadtone nhá. Giá là 550.000. Đấy, đây. Máy đây rất là đẹp luôn. Đấy, con tắc đây này. Đấy. Mẫu mã đẹp cực kỳ luôn này. Đấy, hàng Deadtone này. Đấy, các bác nhìn đây này. Đấy, đây là cái thông số kỹ thuật của nó nhá. Theo phụ kiện này, có dây sạc luôn này. Đấy. Theo đầy đủ phụ kiện nhá. Rất là nhiều các đầu vít này. Đấy. Vít hai cạnh này. Đây vít hai cạnh, bốn cạnh này. Lục giác này, hoa khế này. Và có một cái lối dài như này luôn cho các bác. Giá là 550.000 các bác nhá. Hộp vít thẳng của Deadtone. Giá 550.000. Tiếp theo là em sẽ thanh lý đến máy bu lông nhá. Đây là máy bu lông này. Đây. Nếu như mà bác nào mà làm nhiều ấy, các bác cần máy bu lông cỡ lớn để mở được những cái con bu lông to thì các bác sở hữu cái bộ Asake này xem. Đây. Cái bộ này thì lực siết của nó cực khủng và nó theo hai quả pin trong 15 cm. Đấy, đây là bu lông Asake nhá. Trong này nó sẽ có nguyên bộ này. Đấy, hàng hãng các bác ạ. Cái này là thân máy này. Đấy, thân máy nó rất to và nặng. Lực siết là 980 N này. Đi theo máy là có hai quả pin trong 15 cm như này. Đấy, con này thì nó cực khủng khiếp luôn. Đầu máy là đầu đặc nhá, đầu bu lông đặc, đầu bu lông 1/2. Đấy, cái mã này giá là 2 triệu nhá bác, 2 triệu một bộ. Đấy, các bác có một thân máy này, hai pin. Pin của nó là các bác lưu ý là cái bộ này là 2 pin 15 cm. Đấy, thân máy là động cơ không tuổi than nhá. Đầu bu lông đặc 1/2, giá là 2 triệu nhá. Asake này. Tiếp theo thì là đến cái bộ này là bộ máy khoan của Hukan nhá. Đây. Cái này khoan pin 5 cm của Hukan. Thân máy là không tuổi than nhá. Động cơ không tuổi than và đầu máy là đầu Autolock 10 ly nhựa. Đấy, đầu Autolock 10 ly. Giá là 800 một bộ nhá. Đấy, máy này máy hai chức năng này. Có một máy này, hai pin và một sạc pin 5 cm như này. Đấy, và sẽ có kèm theo phụ kiện là hơn 20 món. Đấy, cái mã 5 cm này, cái mã này là mã hai chức năng là 800 nhá. Còn nếu như mà các bác mà lấy cái mã mà ba chức năng ấy. Em có cả hai chức năng và ba chức năng. Đây, em sẽ cho các bác về cái mã ba chức năng. Cái này nó tùy theo nhá. Nó có đọt thì nó hộp đen, có đọt thì nó hộp vàng. Đấy, nó vẫn như thế nhưng mà cái hộp của nó sẽ là hộp đen hoặc hộp vàng nhá các bác nhá. Đấy. Đây, cái này là cái mã này là có búa này, ba chức năng này. Ba chức năng thì nó đắt hơn 50.000. Đây. Ba chức năng mà các bác nhìn phía cái đầu này này. Đấy, nó có búa nhá. Cái mã này ba chức năng giá là 850.000 này, một máy này, hai pin một sạc. Tức là nó giống nhau, nó chỉ khác ở cái đầu thôi. Đấy, ba chức năng thì nó không phải đầu Autolock. Hai chức năng nó mới là đầu Autolock nha. Còn tất cả đều là động cơ từ hết. Động cơ từ không tuổi than hết. Đấy, còn các bác lấy cái mã này là có cả cái mã pin 4 cell này, pin tròn 4 cell này. Cái này thì siêu nhỏ gọn nhá. Đầu Autolock 10 ly, máy chạy động cơ từ nhá, động cơ từ không than. Đấy, pin 4 cell rất là nhỏ gọn này. Cực kỳ luôn. Giá là 700.000 nhá. Cái này các bác gọi cho em nào Hukan pin 4 cell. Giá 700.000. Bao ship cho các bác. Còn đây là cái mã bu lông của Hukan, mã K200 nhá. Đấy, đây là mã K200. Cái quả búa là rất là to. Đấy, máy to khỏe nhá. Đây này, lực siết này các bác này. 8 à đây 600 N nhá. Lực siết là 600 N. Đấy.
thân máy là động cơ 0.2 và đầu mua lông 1/2 như này, mua lông đặc nhá. Kèm theo là hai quả pin 10 cell trên pin phổ thông như này cho bác. Đấy, máy chạy cực khỏe luôn. Giá là 1.8 cái bộ này nhá. Cái bộ này các bác gọi cho em là bu lông Vulcan K200. Giá là 1.800.000. Đấy, còn các bác muốn bu lông cái loại vừa các bác bắn cái bu lông tầm 17 đủ lại thì để em có cái bộ này. Đấy, bộ bu lông này hôm nay em thanh lý là 750 nhá. Đấy, có một thân máy nha, hai pin, một sạc, cái này đang bị thiếu sạc này. Khi mà các bác đặt mua là em gửi các bác sẽ đầy đủ có cả sạc nhá, thêm một cái sạc bàn nữa. Giá là 750 nhá. Các bác gọi cho em là bu lông Hitachi, giá 750 cho em. 750 một bộ nhá. Đấy, còn đây là máy khoan 13 ly này. À, đây là của Vulcan nhá. Cái này 13 ly Autolock này các bác này. Con này nó theo đầy đủ phụ kiện này. Đấy, bên trên này rất là nhiều đồ các bác này. Đấy, có cả móc treo này nhá. Sạc này. Một máy 2 pin và một sạc. Pin của nó là pin 5 cell. Đấy, pin 5 cell như này, chân pin đây. Đầu máy là đầu 13 ly nhá. Nhưng mà con này là đầu Autolock. Đấy các bác siêu khỏe luôn. Máy 3 chức năng của múa này. Thân máy là cái mã này, thân máy chạy động cơ có chổi than nha các bác nhé. Có chổi than. Đây, rất là khỏe. Cái này các bác xài gia đình hay các bác thợ ấy, cần cái con máy làm chinh chiến thì các bác lấy cái mã này cho em. Rất là ok nhá. Giá là chị ân các bác 1.150.000. Đấy, giá các bác được bao ship tận nơi rồi. Đó, tiếp theo thì là hai cái phía bên này em còn, đây là cái thân máy của anh Can đây này. Kèm theo tặng một cái túi này các bác nhá. Đấy, đây để em xem là thân máy gì đây. Đây là thân máy cưa kiếm. Đấy, thân máy cưa kiếm của Vulcan nó sẽ có theo tặng cho các bác là hai cái lưỡi cưa này, một cái lưỡi cưa sắt và một lưỡi cưa gỗ. Đấy, cái thân này thì chạy động cơ có than nhá, sử dụng pin trâu nhá. Cái thân máy của nó rất là to khỏe. Đấy, với cái sản phẩm này ý, các bác mà có pin rồi ý, những cái quả pin 10 cell hay 15 cell chân pin phổ thông như này là các bác sử dụng được. Đấy, rất là khỏe nhá. Đấy, thân máy là 650.000 thôi nhá, thân máy cưa kiếm của Vulcan 650.000, giá bao ship tận nơi các bác. Đấy, còn đây là túi đựng đồ này. Các bác làm việc ở trên cao, trên thang, trên giáo thì các bác sở hữu cái túi này cho em. Đấy, có một ngăn to đại đây nhá. Đấy, bên này có điểm gài máy khoan pin này. Đấy, bên này gài kìm.